Đến cuối tháng 4 năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ cháy, thiệt hại trên 80 hecta so với cùng kỳ mùa khô năm 2013-2014. Số vụ cháy rừng đã giảm 7 vụ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 70.000 hecta rừng trồng các loại, 127.000 hecta rừng lá kim và rừng hỗn giao là những đối tượng rừng có nguy cơ cháy rất cao. Tính đến cuối tháng 4 năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ cháy, thiệt hại trên 80 hecta. Trong đó, cháy rừng trồng 10 vụ, cháy rừng tự nhiên 8 vụ và 15 vụ cháy thảm cỏ, cây bụi. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do người dân đốt rẫy và bất cẩn trong việc sử dụng lửa. So với cùng kỳ mùa khô năm 2013-2014, số vụ cháy rừng đã giảm 7 vụ. Tuy nhiên, số vụ cháy rừng trồng và rừng tự nhiên tăng cả về số vụ và diện tích. Cụ thể, cháy rừng trồng tăng 3 vụ với diện tích trên 12 hecta và cháy rừng tự nhiên tăng 4 vụ với diện tích 0,2 hecta. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng sẽ phối hợp với các ngành liên quan, củng cố và sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền các cấp nhằm mục đích nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ xử lý tình huống cho các lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng.